Okay, let's just do this one now. I'll record it now. Okay, writing test two. This is for camp 16, right? Test one. Yeah, this is camp 16, test one, writing test two. Okay, in some countries, more and more people are being interested in finding out about the history of the house building they live in. Một số đất nước ngày càng nhiều người đang trở nên hứng thú về chuyện tìm ra được lịch sử của ngôi nhà hay tòa nhà họ sống trong đó. Nó chỉ gói gọn cho phạm vi là ngôi nhà, tòa nhà sống trong đó nha, chứ không có được nói là về tòa nhà lịch sử hay là những tòa nhà công cộng hay gì đâu nha. The situation here, it just revolves around the house of building they live in, not historical buildings or public buildings or any other buildings, okay? So be careful of being out of topic, có chừng lạc đề. Okay, so there's a trend you can see they use more and more people are becoming interested. Đó, nó có một cái xu hướng này em thấy không? Ngày càng nhiều người đang trở nên hứng thú, tức là nó đang là một cái xu hướng đang diễn ra. So it's an ongoing trend going on in the society right now. Okay. And they ask you what are the reason for this and how can people research this? Lý do của cái điều này là gì? Và làm thế nào con người ta nghiên cứu điều này? Điều này là điều gì? What is this here? Nó là nguyên cả một cái câu trên đây là cái this này nè. Nguyên cả một cái sự Kiểu như là kiện người ta họ ngày đang càng cần hứng thú. một lý do tại sao, như là người ta đang hiện tại ta đang cần một cái lý do tại sao nhiều người lại kiểu như là đang hứng thú, hay là đang kiểu như là interesting trong tiếng Việt nhiều Interested, hơn được, interested in. kiểu như là đang hứng thú trong việc mà đang tìm lịch sử ngôi nhà, và ngôi nhà mà hiện tại người ta đang ở, Right. người ta cần một cái thì đề bài đang Cái lý đề do cho bài điều người này là ta cái xu hướng này, right? đúng rồi, cái xu hướng nên Đúng dạy rồi. cái câu đầu tiên mà thầy The đang reason chỉ for this. là nó đúng rồi, lý do phải cần lý do. Right, and how can people research this? It's like giving some solutions on how people can find out the history of the building they live in. Con người ta có thể tìm được điều này như thế nào? Tức là người ta dùng cách gì để mà tìm được lịch sử của cái ngôi nhà hoặc tòa nhà đang sống trong đó? Okay, there's so many ways. Okay, and then reasons as well. Now, let's see. Due to the new era of society and the need for exploration, more and more people are keen to. Oh, đúng rồi. More and more people are keen to explore the home's history. Good. Do là thời kỳ mới của xã hội và nhu cầu khám phá. Thực sự là thời kỳ mới xã hội nó nghe nó hơi bị quá đáng. It sounds a bit off, you know, because we are not in a new era of society. It's just like it's a trend, okay? It's not a new era. Nó chỉ là một xu hướng, đâu phải là một nguyên trong cái thời đại mới đâu. Thời đại mới nó Thì mình nghe cứ nó to kêu có tát. là due to the trend đúng không? Yeah, due to the new trend of the society. Due to a new trend, tại vì lần đầu tiên nói về nó. The first time you talk about something, you introduce it, you use a an, okay? Mạo từ không xác định, indefinite article. The new trend of the society and... Oh, sorry. New trend of society. Xã hội chứ không phải là chiếc xã hội, cái xã hội nhé. Không có mạo từ đào đằng trước. And the need for exploration, more and more people are keen to explore the home history. There are many reasons and methods to research about this. Unorthodox reason, những lý do mà nó không có, well, I forgot what unorthodox is. Unorthodox mean different from what is expected or usual in behavior and use of methods. Những phương pháp mà không truyền thống, không những cái cách mà khác lạ, khác biệt, Như là độc lạ, độc lạ đó. kiểu như đó Family là curiosities. Oh, home resale. Ủa, cái này đâu phải độc lạ đâu. Người ta muốn bán lại nhà thì người ta phải biết được lịch sử cái nhà nó có cái gì nhé. Right? Đâu phải lý do. some common mình có thì mình I có think it's thể these thấy are not unorthodox. These are just like common reason, I think. common thì con nó chỉ cần common. Because if you say unorthodox, you have to present reasons that sound so different from the rest of the society, you know.
mình phải đưa ra cái lý do mà nó khác biệt Đó, hẳn nhưng mà là mình những phần còn nói lại xã hội. mấy cái thứ mà cái kiểu suy nghĩ của người ta mà bình thường, người ta muốn bán nhà hay người ta muốn À, cái đó là là bình khám thường, đó là phá theo mình thì mình rồi. nói Ừ. cho mình thôi. Ừ. Nhưng mà Đúng rồi, nếu mà em ghi unorthodox, em phải chứng minh được là tại sao nó unorthodox. đúng rồi, Ví dụ như là cũng mình nghĩ unorthodox thì phải là thì phải phải nêu ra luôn. những cái ý kiến, À. những cái ý mà người ta mà cái ý mà người ta mà nó độc lạ, cái Đúng kiểu rồi, với mà cái lại kiểu mình phải đưa ra lý do này, lý do một, lý do hai, xong rồi phải mà là khác biệt với đại đa số, which are different from the rest chẳng hạn, thì nó chứng minh được là nó độc lạ, you know, thật chứ mình ra như vậy nó quất bình vô. thường rồi, cái mình mà đang ghi là đang bình thường. Yeah, đang nghĩ bình thường mà, cho nên là some common reasons thôi. Common. Curiosity or home resale, yeah, do sự tò mò và bán lại nhà. Cái câu này á, con người ta yêu thích tìm hiểu về lịch sử ngôi nhà của họ từ khi họ muốn biết được những điều đã đang diễn ra trong ngôi nhà đó mà họ đang sống trong đó. Có chắc là ai cũng yêu thích chuyện tìm hiểu ngôi nhà không, lịch sử ngôi nhà không? People people Nhiều cũng cũng people nhiều usually khi nhiều người people họ thích often dùng mấy cái này đi, dùng mấy cái từ giống như là often, học usually đó, để cho nó tăng cái độ khách quan lên, tại đâu phải ai cũng yêu thích đâu. Nếu em không dùng mấy cái từ này á, nó sẽ thành câu khẳng định nha, con người ta yêu thích tìm hiểu gì đó, tức là 100% người nào cũng yêu thích tìm hiểu. nhưng mà Understand mình what chưa I mean, chắc right? đâu phải người nào nó như vậy đâu, phải nói Đúng, cho từ nên là dùng đâu. cái từ này vô. Đôi khi con người ta thích thôi, tại vì sẽ có những người không, đôi khi không thích, những người đôi khi không thích. Okay, people often love to search their home history since they want to know what was happening in the house then. In other words, nếu mà em tính đến 6 chấm thôi thì biết như ok, không sao hết. Or oh, you Sáu want chấm me to thì change it into like higher? no, I think Right. In other words, they wanted to... Ủa, tại sao dùng quá khứ đây vậy? it's Thay vì wanted, có thể nên dùng cái desire. good enough. They desire The desire to show the appreciation for who built the house and the architecture design in order to prepare for the paperwork to sell. On property and or just tell a story to friends or loved ones. Okay, that sounds good. Ý thứ hai nè, furthermore, homeowners may wish to write a history story about their homes in a book for some personal use. What? Cái chỗ home resale nó chỉ có khúc này thôi nè. This is only for home resale, but the other thing you talk about, like story and curiosity, something, yeah, I think you should talk more about home resale now. Tại vì nguyên một đống trên cái đây em đã nói về những cái chị liên quan đến chuyện là tò mò họ tìm hiểu xong rồi gì đó. Nhưng mà rất ít cái chỗ về home resales thì trên đây. Mấy cái ý này thực sự mà nói nó cũng đều là gì? Nó đều là do là lý do curiosity mới kể chuyện cho thế hệ sau này nọ. Nhưng mà cái home resale viết ít quá, thiệt luôn á. Cho nên á, nên viết thêm vào cái phần home resale đó. Em thấy không? Cái đó có một cái sự mà bất bình ổn không? Bất ổn không? Chỉ có một cái khúc nhỏ xíu duy nhất về home resale thôi, còn còn lại nguyên cả cái đoạn đó là Tính ra là về cái chủ đề home resale nó cũng cần một cái sự mà balance, một cái sự mà cân bằng cho cái bài, Ví dụ vì nó như hơi là từ cái khúc này nè, paperwork to sell the old property and there sells to the loved one, cái chỗ này em tách ra. Ví dụ như là em ghi chỗ này là 76 chữ nè, thêm một câu nữa. Biết được
Ví dụ như là nếu biết được lịch sử của ngôi nhà đó thì có thể là sẽ bán được giá hay không được giá chẳng hạn. Thường là không được giá mà, tại vì như lỡ thường người ta biết được cái vấn đề xảy ra ở ngôi nhà đó mà. Normally, if we know the history of the house, normally they will understand that okay, the house is haunted, for example, bị ma ám chẳng hạn. Or someone died in the house. That will greatly decrease the price of a house, okay? Nó sẽ giảm giá nhà lắm luôn á. But Nhưng mà cái kiểu if như vậy cũng If you know that the house has some history with something important, for example, like some presidents visited the house and lived there, for example, the price of a house will increase for sure. Ví dụ như là có tổng thống nào đó đến viếng thăm hoặc là những người quan trọng đến viếng thăm chẳng hạn, tự nhiên cái nhà nó lên giá. Nó chẳng hạn có một ý như vậy nó sẽ ba lần sân hẳn luôn. Nó sẽ cân bằng cái bài này ra. bài viết có cần phải hay như là nó phi lý không phải? Sao kìa? Trời ơi, em nói một đằng em giải thích một nẻo là phi lý là vì trừ điểm lắm luôn á. Không, ý là lộn, ý em là nói mấy cái thứ mà nó fiction, nó không có thật, Tùy có em. cần đó. Cũng Tùy được, nhưng mà miễn sao là nó cân bằng giữa cái nó luận make điểm sense đúng ra. không? Nó make sense là được. Người ta không cần biết là nó phi lý cỡ nào. Miễn sao là nó ăn nhập với lại cái luận điểm em vừa đưa ra. Nó giải thích Nói được. đúng ý đúng không? Yes, exactly. Okay, alright. Ví dụ ngay đây đi. Cái này cho thành đoạn, này cho rồi đi. Ở ngay đây nên đưa thêm một câu về home resale. Đó. Xong một cái đoạn này tách nó ra chẳng hạn. Thì cái khúc này nó sẽ không cần viết thêm home resale nữa mà em viết thêm cái khúc này. Tại vì một câu á, tại vì một cái câu dài như vậy á, nó cũng không thành một đoạn đâu nha. Một đoạn ít nhất phải hai câu nha. Phải luôn á hả? Yes. À phải, không ý là Không mà phải nó mình mới đến rồi mới tính thế, rồi mới tính thêm câu tiếp theo. đúng rồi, phải hai câu Ừ. ít nhất nha, nó thành một đoạn nha. Dù là cái này nó cũng là 33 chữ rồi thêm câu đi. Write story about their homes in a book or for some personal use. Voice some knowledge of their home. Để làm gì? Xong rồi cái câu tiếp theo mình sẽ xây dựng dựa vào cái ý mới này nè. Những người chủ nhà có thể muốn thế hệ mới biết được xong một số kiến thức về nhà của họ để làm gì? Thì mình dựa vào cái ý này để mà mình xây dựng cái câu tiếp theo. Đấy, kiểu như cũng có ý này, With họ that knowledge. họ làm như vậy để cho những thế hệ sau kiểu như đó là motivate đó, giống như là được học hỏi lại để trở Với thành sự hiểu một đó, with that understanding, thì thế hệ sau sao? sẽ có sẽ học hỏi những từ những knowledge, từ những knowledge đó để trở thành một kiến trúc sư cho như đi chẳng hạn. Well, that sounds a bit off, but at least it makes sense in this context. Nó nghe thì nó nghe phi lý lắm, nhưng mình miễn sao là nó giải thích được đúng cái đoạn này, nó ăn nhập với cái đoạn này là được. Mặc dù là theo nghĩa bình thường nó nghe rất Họ phi không lý. cần phi lý đúng không? Họ chỉ cần miễn sao là nó theo Miễn đúng lý sao thôi. là nó nghe hợp lý trong cái đoạn này là được. Nó giải thích Đúng cái đoạn rồi. này là được. Ok, thử câu này with that understanding. À, em phải viết thêm cho nó. Để thôi, để em thử ghi luôn Thử đi, thử đi, the thử đi. Let's try it. nation. May apply knowledge about home to become a structural or structural or the
designer. Này nó cũng hợp lý bởi vì như là những thế hệ sau đó sẽ học lại từ những nói là gì rồi nè, từ những sự học hỏi đó để có thể trở thành một nhà kiến trúc, nhà thiết kế và thiết nhà thiết kế nhà thiết kế giống như là nhà ở kiến trúc sư cái gì đó. Thầy nghĩ sao thầy? Again, Đây structural thầy nhỉ. architecture designer. Yeah, I think it's structure or architecture designer. Structure designer, I think. Nhà thiết kế kinh về cấu trúc hả? Huh? Structure or architecture designer, I think. Thiết kế nhà và cấu trúc. Yeah. Anything else? Nghĩ chắc vậy được rồi. Miễn sao là Và có thể là nó một và nó có thể là một cái điều tốt cho nghề nghiệp của họ chẳng hạn. I think that's better. Nó giống như là kiểu giống như em ghi câu này. Với kiến thức đó, thế hệ mới có thể áp dụng kiến thức của họ về ngôi nhà để trở thành là những người thiết kế về cấu trúc và kiến trúc. Nhưng mà nó có vẻ nó thiếu thiếu cái gì đó để nó kết thúc right? Cho nên thầy mới thêm kiểu cái gì đó là và điều đó có thể which could be which could help in their help career choice, chẳng hạn. their career Yes. having a potential. Their career having great potential. Have a great potential. Cái này này không biết có không biết cái này nó có cái như là theo ý hay là, nhưng mà theo truyền nghĩ thế nào cái về cái vụ mà great potential đó, nó có Nhưng hợp mà nếu em lý đi ra không? là mà có thể giúp nghề của họ có được một cái tiềm năng lớn thì bắt buộc là em phải giải thích là tiềm năng lớn là tiềm năng gì chẳng hạn. Cho nên là Have khi mà a mình viết, great mình bổ trợ ra potential. thêm, mình đưa ra ý mới á, thì mình bắt buộc phải giải thích nha. Thà là bây giờ em ngừng ngay đây nè. Which could help their career, chấm hết. Nó không có một cái ý mới nào khác đáng để mà giải thích. Nhưng mà em ghi là mà có thể giúp nghề của họ có được tiềm năng lớn thì bắt buộc phải giải thích là tiềm năng lớn là cái gì, right? Đúng rồi. Hiểu hiểu với thầy Nhưng không? mà nhưng chấm là hết đúng không thầy? Sorry. Nhưng chấm là như vậy là hết rồi hay sao thầy? Yeah, chấm hết rồi. Help the career chấm thôi là được rồi, không cần phải thêm gì nữa đâu. Em hiểu tại sao chỗ này ngưỡng đây không? Bởi vì mình không muốn giải thích thêm. Đó. Đưa thêm ý mới mà nó nghe nó hỏng hỏng, nó không có được giải thích á là bị trừ điểm. Nó như là lặp đi lặp lại. Hoặc là nó đưa ra những cái ý mà không được giải thích, nó nghe nó bực mình lắm. Người ta đọc người ta sẽ thấy bực mình. Mà như vậy là bị trừ điểm à. Cho nên văn viết không đơn giản đâu. Alright, okay, that's a lot already. Tại vì hai đoạn. Do cái lý do là hai đoạn đó. Mà cái này ok 302 rồi nha. Rồi bây giờ qua cái various ways nè. Can I ask a construction group who built their home or the property's previous owner through owner của S đi. Tại vì có nhiều người chủ, nhiều ngôi nhà mà. There are many homes, many owners. Through an online meeting phone customer of you on Google if construction has their own before. So I don't know the home history. Additionally, oh, ghi sai chính tả là additionally. The homeowners can ask the nearby neighbors since they may have lived there for a long time. Có hai ý hả?
Ok, nhưng mà cảm thấy cái câu này nè. Thêm vào đó, những người chủ nhà có thể hỏi những người hàng xóm kế bên cạnh từ khi họ có thể đã sống ở đó một thời gian lâu dài. Vì thế, họ có thể biết được về lịch sử ngôi nhà. Cảm thấy nó có một cái gì đó nó thiếu thiếu đằng sau, right? Do you feel that too? Nó có một cái gì đó thiếu thiếu và cái mạch văn nó có gì đó thiếu thiếu đằng sau. Thêm nữa những chủ nhà không thêm nữa chủ nhà có thể hỏi những người hàng xóm bên cạnh vì họ có thể đã sống bên đó đã sống ở đó lâu năm và họ cũng có thể biết về lịch sử của ngôi nhà của chúng ta. À xong rồi chấm cái nó còn cái gì đó đó. Thật ra em cũng chưa cảm nhận đó, em nghĩ vậy cũng đủ rồi, với đó chỉ là một phần góp Oh yeah, tại ý. vì thực sự này nó cũng giải thích rồi tại sao nên ask neighbor, right? This is like a explanation for why you need to ask neighbor, right? Đúng rồi, ngắn hạn thôi, All right. bởi vì một khi mình kêu là đi hỏi hàng xóm đi, mình cũng giải thích tại sao rồi, tại sao vì họ có thể sống đó lâu năm và biết những lịch sử về ngôi nhà của mình. Đó là giải thích của mình á, sau khi mình kiểu như là đi hỏi người ta đi làm một thứ gì đó. Right, I think. Overall, there was a trend that people are keen to explore in history. So yeah. It seems that the more they search, the more they show in their positions. What else Alright, additionally, me as name. Okay. I think that's good enough now. Overall, there was a trend that people are keen to explore their home history. It seems that the more they search, the more they are showing their appreciation of the current living home, as well as the construction group who sacrificed the energy to build a home. Nghe nó hơi quá đáng. Họ càng search bao nhiêu thì họ càng thể hiện cái sự trân trọng đối với lại cái nhà hiện tại của họ, cũng như là cái nhóm xây dựng mà sự đã mà hy biết sinh ơn thời gian năng lượng, hy sinh năng lượng của cho họ để ngôi xây dựng ngôi nhà nhà. của mình Nên ở. cái vụ mà hy sinh năng lượng của họ để xây ngôi nhà nó hơi kỳ kỳ. It sounds a bit weird, you know. Cũng
Thật sự là cái khúc mà overall này nó không có cần thiết lắm, nó chỉ là phụ thêm thôi. Tại vì những cái gì mà trả lời câu hỏi nằm ở trên đoạn thân bài hết rồi. Thì cũng được đi, không đến nỗi. Time and energy đi. Tại vì đâu phải với mỗi mình năng lượng đâu, thời gian năng lượng đó chứ. Alright, I think it's good enough, I guess. Right, but I still need you to rewrite this one, and next and this time, try to mention different reason. Okay, can we? Em đưa ra lý do khác được không? Ví dụ lần hai viết thì đưa ra lý do là có thể tại sao họ lại muốn tìm lịch sử ngôi nhà building họ đang sống, tại vì có thể làm thứ nhất có thể là dùng lại lý do curiosity, nhưng mà cái lý nhưng mà cái nguyên do diễn giải á là con người ta hay coi nhiều phim hành động và phim ma chẳng hạn, cho nên là người ta muốn biết được về cái lịch sử cái ngôi nhà đó có bị ma ám hay không, có người chết trong đó hay không, something like that. Nó nghe rất vô lý nhưng mà nó miễn sao nó giải thích được cái luận điểm là được. You understand what I mean, right? Rồi cái lý do thứ hai, lý do tại sao họ lại tìm lịch sử ngôi nhà họ sống trong đó, thì nếu mà em muốn dùng lại cái lý do home resale á thì em có thể mà nói về cái chuyện mà hiểu biết được lịch sử. Oh my god, what's going on? Kevin? Hello Kevin, did you just you got kicked out, huh? Yeah, the All internet right, so I was trying to slammed. tell you. I was trying to tell you like try to redo this one. But this time, try to have like two different reasons, or you can use the same reason, but the reasoning behind it should need to be different, okay? Ví dụ cái luận điểm em không nghĩ được luận điểm nào khác thì có thể là mình diễn giải nó ra một cái cách khác chẳng hạn. Ví dụ curiosity thì tại sao ta lại tò mò? Tại vì người ta coi nhiều phim hành động, coi phim ma quá và họ muốn biết được là liệu ngôi nhà đó có zombie hay là có ma ám hay là có người nào chết ở đó hay không, cái gì đó. Cái này là định sửa gì thôi. Ông ý là nếu em viết lại cái bài này một cách khác á, that's just what I'm telling you. Còn cái lý do common reason khác đi, ví dụ như là để cho home resale, nếu mà họ biết được lịch sử ngôi nhà đó thì họ sẽ biết được định giá cái ngôi nhà đó. In order to know the exact value of the exact value of the house in order to sell it better, để mà bán được tốt hơn như thế. Nó chẳng hạn vậy á. Đó là một cái cách diễn giải khác, mặc dù nó cũng cùng một cái luận điểm như vậy luôn. Ủa mà cái video thì đưa em luận điểm nó là gì quên mất tiêu rồi. I forgot. You remember him? Yeah, you've sent it to me. I mean, the idea in my video, what was it about? I forgot. Yes. Remember it was like property or something. All right, I think that's this good enough History for. and what is this? Digital age. People can retrieve their information about their home efficiently, inquire about neighbors about. Thực sự mà nói là digital nó không có, trên mạng nhiều khi nó không có những cái thông tin về ngôi nhà ở đâu, nhưng mà hàng xóm thì biết hết đó, phải không đâu?
Nhưng mà mình đang nói về cái lý do, you know, we don't talk about reasons like why people are researching their homes history, something like that. Wait. That was reason. Tại sao? Mình có thể sửa cái phần này cũng được. Namely, namely a fear or Or resale, chẳng hạn. Namely a haunted fear. Nếu thầy nói là mình sợ ma đó, mình có thể nói này. People often experience scary anomaly their home. Thầy nghĩ thế nào thầy? Yes. Thầy nhìn cái câu này đi. People often experience some scary anomaly in their home. Often scary anomaly in their home. Ừ, cũng được, nó nói về cái vấn đề paranormal activity, cái hoạt động mà gọi là hoạt động ma ám á. Bất thường. Có thể được. I think you can talk about some scale anomaly in their home, nhưng mà mình phải giải thích ra cái scale anomaly là cái gì nữa nếu mà em nói như vậy chẳng hạn. Other Làm hồi cái bản nát bét. làm lại cũng được. Okay, if you In want to. Yeah, sure. other words, In other they word, were ghostly, ghostly sighting, những lần mà bắt gặp ma quỷ chẳng hạn. mostly Ghost sightings có S được nha, tại vì citing những lần mà gặp được several. ghostly sighting several times, there were, để coi lại cái ngữ pháp của câu này. In other word. Scary anomaly in their home. There were ghostly sightings or several times in the home. Home. There might Từ be đi. Có thể có thôi. There might be đi. Có thể có những cái lần gặp ma quỷ. Hoặc là There những might lần mà thấy be được. ghostly There sightings, might but be thôi. Có thể có thôi nha. Chứ không phải lúc nào cũng có đâu. There might be ghostly sightings several times in their home. Mà điều này có thể gợi ý là về một cái lịch sử rất là kinh khủng của ngôi nhà, ví dụ như có người nào đó đã tự tử ở đó hoặc là đã chết ở đó chẳng hạn. thôi Để cho thầy em nha. thầy thôi thầy ơi, giờ bên con tối rồi, lát nữa ngủ sao được Your idea, thôi. Bữa sau làm giờ nào mà nó sớm hơn xí đi giờ nào thầy, giờ thiên cũng thiên 10 giờ rồi. xíu hay. Thôi với lại nhà con nó cũng sát cái mộ lắm thầy, What? cũng là sát cái nghĩa trang đó thầy. Why would you live near to Because this house is cheap. a cemetery? There's a reason why Thôi. it's cheap, Thôi. Có một There might bữa be tối cũng reason. một Trời, lần. rất là liên quan luôn á. There might có lý do tại sao nó cheap. Cũng một lần đó là thấy, một lần đang ngủ nhìn ra cửa sổ có cái đèn nhiều nó màu đỏ bên ngoài á. À hi hi. Ghi Thôi đi cái ghi đi đó ghi đi thôi. ghi đi. Ừ, có ý rồi đó. Thôi 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 thầy thì đừng có Thì nói, sao? để em tự suy nghĩ.
Ừ, chứ giờ nói gì khác đi. Thôi. À hi hi. Ghost. If you live in America, I'm sure you will see a lot of À, ghosts. từ từ. Trong cái bài này, there might be a ghostly sighting several times their home. Since dụ như cái là ngôi nhà này nó gần nghĩa trang đi chẳng hạn. Since the home might be located near to a cemetery. Located near a cemetery. Cemetery, yeah, cemetery, a cemetery, Cemetery. cemetery, cemetery, I think. Moment, let me check. Harry, right? Cemetery, yeah, cemetery, 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 Cemetery. 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 Oh, graveyard, nếu mà muốn nghe nó muốn nghe nó kinh khủng hơn thì graveyard, necropolis, burial Thì ground, graveyard, chôn sống, đặt graveyard đúng chôn rồi, graveyard đúng rồi. nghĩa địa. Nghĩa trang là Near một cái từ nghe, cemetery nghĩa trang là một cái từ nghe trịnh trọng hơn nhiều, nhưng mà nghĩa near địa, sorry. near cemetery đúng không? Cho nó Yeah, near cemetery. 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 Since the home might be located near a huge cemetery. Located, no, có lẽ này in In the middle of a huge cemetery. Trời ơi mà. À, không ai xây nhà mà the ngay giữa nghĩa trang đó. You know? cũng có chỗ đôi lúc như nó như vậy vậy. Hiếm lắm luôn á. Thường là nó cạnh nghĩa trang, nhưng mà bây giờ ai xây nhà ngay giữa nghĩa trang đó, đó. Trừ khi em chơi The Sims. Ok, cho là như vậy đi. Ngày xưa có game The Sims á. Bây giờ có xem Sim 4 rồi phải. À, cái phim hoạt hình đó ám ảnh luôn này. Look little bit of a huge. Anyway, it's fine. Okay. Okay, rồi viết tiếp 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 tiếp. A haunted fear, đúng rồi. A home resale, đúng rồi. Hay lắm, viết hay á. Rồi sao nữa? What's Rồi mình đã Nếu nói biết được vậy thì sao? Biết giờ thì sao? bây giờ mình Giờ đã lái xong qua rồi cho home resale đi, lái qua home resale đi. đúng rồi, home Nếu biết resale được là ngôi nhà bị haunted như vậy thì có thể là sẽ khó bán hơn rất nhiều chẳng hạn. if Và giá bán cũng không giống home house resale hoặc là giá thuê nó cũng thấp nha. Nó lý do là tại sao? Why you have to pay so little? đây cái này cũng có lý. In the other word, there might be ghostly sighting several times in the home since the home might be located in the cemetery. Cái này mới make sense bởi vì mình thấy ma ám nhiều lần rồi, bởi vì nhà nó ngay giữa cái nghĩa địa là hèn chi là như vậy. If the house was haunted, the quality of selling is really high. Đây, thầy đọc đi thầy.
All right, let's see now. If the house was haunted, the difficulty of selling it is so high that even if the difficulty of selling it is so high, cái khó khăn của chuyện bán nó thì rất là cao. That even if the house is không nên dùng quá khứ như vậy. Is if the house is for sale, for sale nha, for a very low Sale. price, not many people are keen to buy it. Cho nên mấy ngôi nhà mà rẻ rẻ quá, rẻ thúi luôn á, cẩn thận, có thể có những cái chuyện mà nó kinh khủng lắm, từng xảy ra. Well, who knows? Đặc biệt mấy ngôi nhà mà nó cũ cũ chút xíu á, là kiểu gì năm một căn nhà mà 30 mấy năm trở về sau, 20 mấy năm trở về sau chắc chắn có chuyện gì xảy ra. Chắc rồi. Yeah, Bây of giờ course. á, bây giờ thử nhắc 10 cái người ở đó. Không, ý là 10 người đang còn sống ở trong đó, biết chuyện gì đang vẫn xảy ra, có 20 khi năm 10 chắc người. chắn kiểu gì cũng sẽ có ít nhất một người chết chẳng hạn. Không, có khi 10 người bị vía quá nặng. Say again. Có khi 10 người bị nó vía quá nặng I know. thôi. Cái vía của những người trước đó, yeah, có thể. Một cái điều mà nó quá kinh khủng đi, nó vía quá nặng đi chẳng I hạn. know. 10 người sống trong cái ngôi nhà đó rất cũ và nó lại ở ngay Well, giữa I'm cái about nghĩa to move out địa soon, so I hope người this one. chết. Hey, I'm about to move out soon too, so. Chắc phải kêu pháp sư. Thôi bây giờ cái nhà Necromancer. con đã rất là gần nghĩa địa, nó chỉ cũng cách có đâu đó 100 mét thôi Uh-oh. đó. Anyway, what about 100 meter? Why would you guys choose No, at least like we have neighbor because like there's Oh, you a have boundary neighbors. be Okay, good yeah then. Good yeah that you yeah have because there's neighbors. a yeah because there's a boundary between my house and the cemetery. So Okay. yeah, like I live Nghĩa so địa là yeah, I live một at the cái nghĩa bottom. địa là một cái theme rất là metal, rất là rock, Yes, là metal. very mental. Like kiểu như là cái nhà của em đang ở, tổng cộng nhà trên, nhà dưới và nhà bên cạnh là có hiện tại, bởi vì cái nhà em đang ở là có tới 3 cái nhà, kiểu như là một ngôi nhà đi, trong đó là có 3 cái căn nhà, một ngôi nhà và căn nhà khác nha thầy. Nguyên một cái ngôi nhà là có 3 căn, thì em đang ở căn ở phía dưới và một căn, cũng có một người đang cho thuê bên cạnh, và căn lớn ở trên. Hiện tại là một cái ngôi nhà đang có ít nhất cũng phải cả 10 người đang ở. Oh, then it's good That's then. good. Và rất là nhiều nhà hàng xóm bên cạnh nên No cũng không có sợ gì problem. cả. Wow, a very metal Yes. À, một cái nữa, ngay sát đối diện nhà em nó là một cái nhà thờ. Oh, thì thực sự nghĩa địa nhà thờ nó cạnh nhau mà, thường là vậy mà. Đúng rồi, bởi vì người chết mang vô, mang mộ vô, người ta đang mai táng, hiểu không? I know, yeah. So, a church is holy, right? It's a holy place. Yeah, it's Okay, then. It shouldn't be any problem, but you never know what people can die for. Rồi, sống cái chỗ này 2 năm rồi nên em quen. Đôi lúc em không ngủ và đôi lúc em ngủ được. Cái lúc mà em không ngủ được là lúc Halloween. Đúng rồi. Tức là ở đây em có một, bởi vì lúc đó em ở nhà một mình, mẹ em thì đi ra cái chỗ chỗ đông đúc để đi chơi Did you Halloween, tell your còn mom and nói rồi thì dad? mẹ đã biết rồi, mẹ phải để con ở nhà để chăm nhà mình Home cho tối cho tới 7 giờ tối, nên vậy tốt nhất là em lấy mấy cái em lấy một cái chén em đựng kẹo em để trước mặt cửa sổ cho nó đỡ đỡ phá có gì. cái đúng rồi, để cho có cái gì vong hồn thì nó vô trong cái nhà đó, không là nó lấy cái hồn con đi là không có học được cái thầy luôn. I Thế know. Wow. là vậy thôi, phải có một thứ gì mà nó mental xí.
nhưng cái khi nó mentor nó cũng không có thật đâu, nó có thật là mình phải đóng nó, sợ làm gì. Quỷ nó mới sợ. Chứ ma thì thật sự nó không làm gì được. So basically, okay, Quỷ. we're talking a lot about the things unrelated now. Not many people are keen to buy it. So what? If the house haunted, the people selling so high in the house are keen to buy it. Rồi sau đó là sao nữa? Nó có một ý gì đó đằng sau nữa chẳng hạn. Xong rồi nếu mà vậy thì phải kêu pháp sư chẳng hạn. Ừ, đi tiếp đi. Not many people are keen to buy it. Therefore, people should call. Therefore, therefore, they should request the help của một cái người pháp sư mà còn mà có thực lực á. Request the help of a priest hoặc là một cái người mà tu Of sĩ. a priest The help of a priest. They should request the or help of a priest in scientist. order to solve the problem. Để mà giải quyết vấn đề này nên yêu cầu sự trợ giúp của một người tu sĩ, a priest. Scientist. Why Ai vậy? scientists? Why scientists? Because they have to know the physics. Ủa nhưng mà em đưa cái scientist người ta sẽ hỏi là tại sao scientist cho nên là phải biết thêm câu nữa. Nhưng nó phải liên quan đến cái ý đằng trước đó nha. Thì là a Bởi priest vì là ok. science, bởi vì cái ý scientist này nó như một người chặt chẽ, như con cũng phải vừa cần một Nhưng mà nếu mà em giáo đi sư, scientist thì em phải giải thích được tại sao phải scientist đằng sau đó chẳng cần hạn. phải một giáo sư và cần một nhà nhà khoa học để biết cái sự mà quỷ ám ma ám và một I cái như know. là sự mà physics đó, Thì thiên nhưng mà em nhiên biết đó. scientist như vậy em phải giải thích được lý do tại sao phải có scientist. Thì giải thích đi. And in order to solve a problem and calculate supernatural phenomenon. Nghe cũng có lý. Vừa cần một giáo sư, vừa cần một nhà khoa học để giải quyết cái chuyện ma quỷ và tính toán những mấy cái thứ mà nó siêu nhiên đi. Đó. Thầy nhìn đi. And calculate the physicists, hả? Huh? Physicists là bác sĩ No, nha. Physics. no, wait, 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 The physics of this phải tắt cái supernatural auto text. phenomenon. Đúng rồi. Very good. Very good. Bây giờ phải tắt cái Đó. auto Bây giờ nó ổn text ổn lắm rồi đó. Okay. I think it's very good. Mặc thôi. dù nó nghe rất là phi lý. Nó nghe vô lý lắm. Nhưng mà miễn sao là nó ủng hộ cái câu, cái luận điểm của cái câu một cách rất chặt chẽ là được. Okay. Nếu mà như vậy thì cái khúc này nó đủ dài rồi. I think cái này là 108 rồi nha, cho nên cái khúc này có thể nó không cần thiết cho lắm nữa, mà thích thì cũng được thôi. Nhưng mà thầy cảm thấy là cái khúc mà how can people research this mình biết hơi ít, cho nên là mình nên mở rộng cái khúc how can people research this hơn. I think Một cái câu với furthermore đó. Homeowner may wish to write a about this in a book for some personal use, since the homeowner may want the next generation to acquire some knowledge of this home.
Okay. May I apply the knowledge about how to go for an adventure exploring this house? How would a grow haunted purpose researchers to find? Wow. To find out, to Okay, find that sounds out good. That sounds good, actually. the backside. About the backside. Very good. The way you write actually very is To very good. find Very out the creative. backside history of this home. Did I do it? Identify the backstory history of this home. Very good, very good. Thầy nghĩ là ổn rồi đó. Tại Đúng vì rồi. cái đoạn nó không quá, không nên quá dài. 70 chữ nè. Rồi bây giờ cái khúc mà làm thế nào để mà research thì thực sự nên biết nhiều hơn, tại vì cái khúc đó nó có bao nhiêu đâu, có 78. Mà trong khi là cái khúc mà lý do tại sao nó lại tới 178 lần, gấp 100 chữ lận. Cho nên là nên what to do. Nhưng mà tổng cái bài á, nó đã bao nhiêu rồi? 332 rồi nha. Quá nhiều rồi. Cho nên maybe là tóm gọn lại cái khúc bên trên chút xíu. Tại vì cái tối ưu là từ 270 cho đến 300 chữ, I think. Mà nó đã dư rồi. Ok. I think you can do this one. You understand the whole thing, right? Yes. Okay, so let's just end it here.